Ok, hôm nay mình chào mừng các bạn đã trở lại với tự luyện tập lập trình Android. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Download and install Android Studio nhé. Tải và cài đặt Android Studio. Ok. Ok, bạn sẽ gõ cái từ khóa là Android Studio. Ok. Đây. Các bạn vào chữ Download Android Studio. Như cái trang bên này mình đã có rồi. Ok. Các bạn kích vào chữ Download Studio. Ở đây bạn cứ việc. Ok, hồi xưa cho nó hết đi. Cũng còn chả ai đọc. Quay và tạo lời. Ok, nó sẽ báo hiệu cho các bạn biết là mình phải cài đặt nó. Thực ra cái này mình đã tải về rồi. Để coi sẽ đây mình sẽ coi đây. Ok, các bạn cứ việc cứ bấm chuột và chạy thôi. Ok, cái tùy mấy một cái tốc độ nó nhanh hay chậm nha. Ok, trở lại nào. Khi các bạn chạy xong á, nếu mà các bạn đã cài trước á, như là mình như thế này, mình đã cài vào cái Android và Android Studio của mình, nó sẽ báo và bạn có cài gì gỡ cái lọc nhưng bạn cũng không, bạn sẽ không, chỉ mình làm mẫu của bạn thôi nhé. Các bạn nếu như vậy thì bạn cứ vào con nét mình thôi. Đồ thì đã bây giờ nè. Ok, tới bây giờ sẽ là cái màn hình cài đặt của các bạn Android Studio xác lập. Ok, khi nên bạn chạy cái file cài đặt lên nó sẽ lên này. Chúng ta xin nét ở đây, sẽ với đỡ mặc định nhé các bạn. Các bạn cứ đỡ mặc định đi, bạn nét bạn này cứ start rồi. Ở đây bạn phải chọn hai cái thư mục để bạn lưu. Thứ nhất là một bản lưu để bản cài đặt của Android Studio, một bản lưu của SDK. Ok, mình mở cái bản của mình đã cài đặt lên con xem. Ok, để Android ở đây, như ở đây là bản cài Android Studio nhé, và chứ là bản SDK. Ok, vậy là thấy rồi. Lựa chọn hai cái bản này, riêng với SDK thì bạn phải đặt bình thường nhé. Ok, nếu mà cái ổ đĩa của bạn mà dư á, ví dụ ổ đĩa của bạn mà nó có chút đường trống đang lớn á, ví dụ như của mình đi, mình coi sẽ coi à, DC ổ mình là chỉ ổ DC chỉ còn có 8,85 cái ổ đĩa E, tới còn 443 GB trống nên mình sẽ cài vào ổ đĩa E. Việc cài ổ đĩa E hay ổ đĩa C thì nó không quan trọng, thì nó phần mềm nó chạy nó cũng bình thường thôi. Ok, mình sẽ chọn vào một cái ổ đĩa E. Mình sẽ cấp cái đoạn thêm cái hai cái từ một lần nữa.
Nếu bạn cứ copy gì nó sẽ tạo cho bạn hai cái thư mục như thế này. Ok, để thì bạn cứ cài đặt xong thôi, không có gì cả. Ok, các bạn mình sẽ dừng khi nó có cái quyết định mà quan trọng mình sẽ thể hiện lại các bạn. Ok, thì các bạn cài đặt và nó sẽ bung nén các file trong cái phần cài đặt ra. Đó, báo hoàn thành nhé. Và finish, ok, nghe finish. Và finish đó, start nó lên, nó chạy lên đó. Finish. Ok, chúng ta quay trở lại sau khi nó khởi động xong nè. Nó sẽ vào cái màn welcome to Android Studio nhé. Và bấm ở tạo một cái project, ta bấm start new Android Studio project. Đó. Ok, các bạn đặt tên cho nó và cứ net 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 thôi. Chưa. Net. Nếu bạn cứ thì cụ thể bạn có thể vào file tiếp theo tạo project đầu tiên nhé. Ngoài hôm nay buổi hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn. Yeah.